Đứa gái 1 tuổi lúc nào cũng giỡn với mèo, hoạt bát vui vẻ, còn gái mẹ 12 tuổi thì ngược lại. Dạ cả gân cũng hết trơn, xương khớp yếu xìu, còn bị mẹ quýnh trúng con mắt nữa. Đang trong giai đoạn lạnh lặn, con chị ba vẫn giỡn mẹ mẹ đuôi nữa bây giờ. Tụi con thủ phạm làm con mắt bữa bị chột đang ngồi tới ăn theo khế thúi đó. Bây giờ tôi kêu đứng dậy nè. 1, 2 chuẩn bị đứng dậy. Con mèo người ta sợ tù túng bị nhốt vô chuồng, còn cái đám này thì ngược lại ao ước được người ta nuôi. Cái tụi này mà không mặc giày ở lại dây dưa ở nhà tôi là giờ tôi không nuôi thêm, giờ nhà tôi lên 3 mấy con rồi. À, thấy tao lại là muốn tẩm á. Mấy người mới vô kênh tôi á, nó địa chỉ đích ghẻ cho dễ đi, coi chừng nó bị ký sinh trùng gì đó mà đi khám rồi. Không có ký sinh trùng, không có lãi gì trơn á, mà chẳng qua hồi xưa á, nó ăn bậy quá. Kiểu như nó không có ai nuôi, cứ nó ăn đất ăn cát cái nó bị dung sáng này nọ, kiểu như bị dị ứng luôn á. Kiểu như gan thận yếu hay sao đó. Nói chung nó ăn cái gì bậy bậy xíu là nó bị tiêu chảy à. Rồi cái này có thể là do cái cơ địa của nó bị dị ứng chứ không có ký sinh trùng hay là sáng lãi gì trơn. Lâu lâu cứ nổi cục cục vậy đó. Gờ vô cảm giác như gờ vô cái da con cóc đó bà con. Nhưng mà cái da con dẻ nó non hơn cóc chút xíu thì con cóc tôi đã gờ rồi, nó nhám nhám sầm sạm. Còn con này ở dưới da thì nó mịn, còn ở trên thì nó cộm cộm. Mà cái đít nó biến quá khôn lường lắm, lúc thì mịn chân không có nổi mấy cục này đâu, dài bữa sau nó nổi, kiểu như nó gãi hay nó đụng vô nhiều quá là bị nổi đấy. Bệnh nhân dẻ mà sống bên nhà ba tôi chắc không thở đó bây giờ này, cũng như con khè này, con cà chua nè. Đó chính con khè này nó ôm cái chân tôi lại, nó dắt tôi lại gặp anh em đói khổ, nó ở đây kéo nguyên anh em qua nhà tôi ở luôn á. Ngựa lắm, hồi đó thì đi theo tôi nha, từ khi mà được ăn sung mặc sướng rồi kêu không bao giờ lại. Tôi phản phúc. Khè. Thấy không? Nó kêu chỗ nào chạy chỗ đó. Hết phân biệt được cà chua cà chớn. Không có thời gian theo dõi. Ủa chị, anh có quạo túi, anh có quạo túi. Hiểu chuyện lắm, là đau rút cái móng lại liền. Mày chả đau mày kêu cho cái móng mày nhọn quá rồi nha. Coi cái móng coi. Nhọn lắm rồi. Chó khịa. Quỷ khịa. Biểu bị ái trời đó, cắn tao đi mày cắn. Ê cắn. Cắn tao đi mày cắn tao đi. Sao mày? Kêu rồi mày chạy à? Nói cái gì kỳ vậy đó coi, rửa mặt coi. Đó đau. Đó, lên cần chưa, thấy lên cần chưa? Ở đây. Đi quên rồi, dép xăm 9.000 quá, không coi like chữa thử nữa. Ồ công nhận em chân ghê nghe. Hình như tôi nhớ tôi làm gì trong bếp mà đó. Chết rồi, luộc hộp dịch mà quên. Mẹ mày nghe tôi nâng dép nó sợ lắm. Nó tưởng là người lạ. Tao mà. Mày biểu ơi. Tao mà. Biết sao chân hững không? Tôi là chúa tể đi chân không, kể cả ngoài đá ngoài đất thì cũng đi láng hết chân. Ở trong nhà chắc chắn chân không rồi, sao bữa nay con nó ngửa đi dép gì trời. Nó tưởng là không phải tôi, con nó dòm nó dép, bây giờ là tôi phải chủ mình không trời. Mình đưa dép là chính. Đi ra ngoài phơi nắng nè. Ôi nó lùm đẹp gái quá ta. Nó bận cái đầm vô thấy tiểu thư hẳn ra luôn á. Hết hồn mà tưởng ai à. Đi không hề chân luôn quý vị. Không hề chân. Mà nó nhồi đã cái chân lắm kìa. Tiếc rồi đôi dép này nó không có cho gắn linh. Là mua à, không có chủ yếu gắn linh đâu. Cái nào có linh thì gắn thôi. Đi ra chơi nè, ra chơi nè bay ơi. Cứ. Chạy thôi ơi. Chạy thôi. Sợ trời. Ủa sợ là gan chi? Mày sợ tao mà chạy gan chi luôn. Người mang dép còn mèo đi chân không hoài hay ha. Bởi vì hỏi sao mà tay chân con mèo lúc nào cũng bị chai. Thôi tôi đâu có đi dép đâu, đi chân không ở dưới sân này không à. Mà cái chân của tụi nó không có chai lắm nha, vừa phải à. Còn ngày cái tụi này là quanh năm suốt tháng đều đi chân không chân đất. Ê, tưởng tượng tập đoàn không có chịu đại khách thú nhận nuôi chắc biến thành mèo hoang hết, mà chưa chắc gì còn sống để quay clip như bây giờ. Như khách thúi nè. 7 năm trời đi chân không. gỡ tay rồi. Nó không có chai bằng chân của tôi. Không bằng nha, nè, chân đi chân không nè. Nó đâu có chai nhiều đâu. Ê, tính cả tôi đi chân không rất là nhiều nha. Không có chai cho lắm, vừa phải. Đâu, Thị Ngầu nằm xuống đây. Nằm xuống, gỡ cái tay chân nè. Ồ, cô gái giang hồ rồi, tay hồng mịn bình thường. Không chai. Tính răng mèo nó giỏi đó. Giỏi hơn mình. Đâu, chị Miêu còn sao? Chị Miêu có cho tôi gờ vô tay không? Hả? Có cho gờ không chị Miêu? Muốn nhõng nhẽo. Con này cái này mất dạy, vút hồi nó cạp tôi à. Cứ như nó mừng quá, nó cái nơi hơi ấu về. Thôi chị Miêu là biểu ơi. Tao kêu Miêu mà. À, chịu lại giận cho vút rồi. À, Miêu lại gần lúa nè, lại gần lúa nè. Lụm kiểu trời ơi, muốn ra nó quýnh con mình vậy rồi, biết mình có nên ra hay không nữa. Sao tụi nó nhìn mình dữ vậy trời. Mày dám khè không lụm hả Ngầu? Mày khè, mày tưởng tao không thấy nha hả? Mấy đứa con thì Ngầu đa số khiện lụm không à, mà lụm còn may mắn được con giòi khùng bảo kê. Đó nó liếc đó, con Miêu thì quýnh con lụm nghe. Đó nó kênh với con Miêu đó. Con Miêu đâu có cửa nào hiếp lụm trước mặt con giòi khùng đâu. Hàng nó kênh nha. Con gây sự với đám lụm không có được, tức quá chạy lại mét mẹ, mà con Quạo cũng mét mẹ luôn. Tại con sen ở đây đâu ai gớ gì được lụm. Lùng má tử là ghê gớm nhất, giả bộ tới gần nhõng nhẽo chủ mà thật chất đang liếc lụm cắm mày tới gần chủ của tao nghe. Lụm béo cả. Lụm ai? Thay lùng má tử chẳng hẳn cũng không dám lại. Thị Ngầu đúng là nát với lụm, mà đối với con lụm nhiên lúa viên cỏ ăn cỏ trước mặt nó cũng kênh nhẹ chứ không có muốn quýnh như con lụm nha. Mà trong khi con mẹ Quạo cũng giống lúa viên cỏ vậy. Ngầu Quạo này u nu à. Này mày dành ăn với mẹ mày lắm đi sao Quạo?
Coi nào mình mẩy gờ vô rồi tròn tròn mà thịt không mà. Quá trời đã gì. Ê, không phải riêng con quạo chắc thịt không đâu, con nhọn cũng ú theo cái dạng chắc thịt luôn á, từ khi cho ăn cơm trộn với cá thịt đồ ăn tươi đó bà con. Mà con vui thì vẫn bở như xưa nha. Con vui nè. Vui mở thòng xưa giờ rồi. Rồi toàn xúm lại mẹ nó không. Đó, ba con xúm lại mẹ hết. Ấy ấy ấy. Sao quýnh quạo? Thấy mặt quạo quá rồi không vui hả? Ôi cái gia đình nó đông thành viên mà hạnh phúc quá, đáng lẽ gia đình mình tới 4 thành viên mà mất con trắng trong thôi, mình tới 4 người lận, cỡ như thị ngầu. Ê bà già làm quen xíu rồi. À cỡ sắp xác coi bà dì ngầu có quan tâm tới mình không? Ai già bà dì ngầu không tiếc. Cũng làm quen lắm nha. Hơi hơi bị quê mà không sao, có bà dì nhọn cũng thương mình, lại gần bà dì nhọn cho đỡ nhục. Đây nè, lụm mẹ con cỡ lại sát tôi nè. Cái đây mới an toàn nha. Đó là con ngầu ở đó đó đó, nó liếc mày kì lụm ơi. Có. Chị ngầu mày làm gì mà thể hiện nhân lụm không? Nè nè con lụm nè. Đó con mèo, con mèo, con mèo nha, con mèo nha, con mèo nha. Mày kênh không, mày kênh không hả? Lụm đúng chất là con mèo ở ké nhà ta ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt của mấy con này mà sống. Bây giờ con mèo đi cái địa bàn lạ rất là nguy hiểm, cho dù có thức ăn nước uống để nuôi thân mà chưa chắc gì tinh thần được ổn định với mấy con chằn gây nó. Coi anh em thương nhau mà đối với con lụm nó ghét cực kỳ, lạ lắm, bị xử liền. Nhiều khi hăng quá chạy ra bị quýnh liền. Hai thằng này hợp tác với nhau, một mình con nhậu nó suốt lụm nữa. Nhậu nó có bảo vệ được cho lụm đâu. Năm nay nhậu hơn 8 tuổi, bị ngầu bắt nạt mấy năm trời, chỉ mới biết bật là con ngầu mấy năm gần đây thôi. Xong đó đó, thấy không, thấy không, thấy không, kênh người ta liền. Thái độ gây chiến. Chỉ con lúa nè, ôm cỏ nè, lúa nè với khai thúi. Tâm bình khí hòa. Với giả chân cô nương. Biệt danh giả chân cô nương là của nhọn nó bơ đi mà sống ở con quạo. Tự nhiên cái ủi khai thúi tại trước mặt tôi đó. Con cỏ thấy gì cũng muốn lại giống nhẽ mà hửi là y đây là con quạo. Cái thằng này nó nguy hiểm, nó giả tạo lắm. Đừng có tới gần nha. Quạo tướng đi chảnh chẽ không sợ ai. Còn cái đám hiền cũng tội. Từ khi mới sinh ra gặp mấy đứa trong nhà thì còn dễ thương, dịu dàng với mình. Mà bước ra ngoài, ủi ủi lâu quá nó giả cho bất tử. Bây giờ những đứa không sân si với là con khế, con lúa, con nhọn, con cỏ. Ê tôi thấy con lụm như kiểu sống trong hồi hộp, lúc nào cũng ôm lúa trên cỏ hết trơn á. Bình thường một con mèo mẹ nuôi con mà dứt sữa đuổi con đi như thị ngậu đâu cho con bú đâu. Mà con lụm con lại gần cứ ôm con lại hoài, tức là nó đang lo âu hồi hộp. Này tôi thử đường đại ca tới gần á, đó liếc nhẹ thôi chứ đâu dám làm gì đại ca đâu. Nhìn mặt cỏ biết thân phận ở ké mà con lúa nó không biết nữa. Lúa lúc nào mặt cũng chừng chừng vậy đó, kiểu như là cũng không có tâm phục khẩu phục nha. Còn lụm lúc nào cũng phải đề phòng, ta có xử mình với con của mình hay không. Bây giờ lúa có một trụ cột cao cấp, chính là thầy ông khế đang ôm giật lúa, mà giật nửa chừng cái kiểu như thả chòi lúa gấp xuống nó kéo lên lại, giống như hồi xưa chọc mèo con thả nửa chừng chọc mèo con sợ nó kéo mèo con lên. Giờ lúa bự quá đâu kéo nổi cho gớt luôn. Khế cũng chơi mắt dại lắm. Mà cái nết lúa nó khác khế, từ nhỏ nó hay la làng lắm, ai đụng giọng thích lam bể cái nhà. Còn khế thì ngược lại, ít la ít kêu, mà khế kêu tiếng nào là con khác phải ráng phải sợ. Mà phải công nhận một điều là con lụm nó may mắn gặp được con khế. Giữa con lúa với cỏ, khế lại chọn con lúa, mà con lúa lúc nào cũng theo con khế. Bây giờ tin đồn không có sai, con lúa là đệ tử chính thức của khế thúi, cái giống gì cũng giống con khế. Coi như lụm quá trời may mắn khi mà gặp được khế thúi vậy. Bảo kê cả mẹ lẫn con, bây giờ con khế phải đổ vỏ trong lúa nè. Trời, tôi không nói con nào con lúa nào con khế, mà con nhìn ra không, nhìn ra không, cái mặt con lúa nó hơi bị mâm nha, nó hơi bị bệnh trợn hơn khế xíu nha.